Allez, tu es ben. Coucou, coucou, coucou. Bonjour, bonjour, bonjour. Tous les deux. Chào cả nhà, đã lâu lắm rồi mình mới trở lại review hai con ngựa của vùng nông thôn Vam Bê nha. Nó chủ nó dẫn nó vô đây ăn cỏ bên miếng đất kế bên nhà nè. Thì hổm gà thì trời nó lạnh, với nó không có nắng. Hôm nay mình ra mình tính đi làm cái video, nhưng mà đi ngang gặp cặp ngựa nó đang đứng ở chỗ này rồi review luôn cho cả nhà mình cùng xem. Nhà thấy cặp ngựa đen không? Này một con đực con cái nha, còn ở bên kia hai con nữa. Hai con bên kia là cái màu nâu mà hoặc dẻ, hai con này là hai con đen. Nó đang nhai với cả nhà. Nó đang nhai cỏ. Cái con ngựa này, con ngựa lớn này trên đầu nó có cái tóc bạc nha. Nó có cái tóc bạc trắng. Nó già dữ lắm mà. Nó già hơn mình nữa. Đứng kế bên cái trụ điện. Nghe nó kêu ẹ ẹ ẹ ẹ. Hello baby. Baby baby baby. Baby so fast. Baby so fast. Cả một vùng trời luôn đó. Bữa nay nó lại đây, bữa hổm nó đằng cái gốc mấy cây kia nè, nó lại chỗ trụ điện này. Vô tình đi ngang qua gặp hai em. Hai em khỏe không hai em? Nó không biết mình nói gì hết. Xe máy cài. Ở vùng nông thôn này của Thanh Ngọc đang ở Nhan thì nó có được ba cái hộ ba hộ nuôi con ngựa. Thì cái hộ của hai ông bà này thì cặp ngựa màu đen. Ở bên hông kia lát nữa mình qua thì hai con nó màu nâu. Còn ở lúc đằng đầu dưới kia thì hai con nó cũng màu nâu, với lại cái chân của nó là màu trắng, khúc nâu khúc trắng. Thì nó có ba hộ gia đình nuôi mấy con ngựa này nè. Ở bên đây là loài loài động vật này thì người ta quý lắm nha cả nhà, người ta cưng lắm. Bất cứ con gì ta quý cưng mấy con động vật này nè. Bữa nay thì nó đứng ở đây nè, kế bên mình review thì thấy nó rõ hơn. Còn hôm trước thì nó đứng đằng kia xa quá, nhìn không thấy rõ. Bữa nay thì trời có ánh nắng chút xíu à.
nó đứng như vậy mình cũng chưa có xác định được là con nào con cái, con nào con đực nha cả nhà. Thì mình nghĩ rằng cái con cái nó nhỏ, con đực thì nó to nha. Không biết phải không, tại mình chưa 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 thấy cái ấy của nó. Nó đứng như vậy mà mình không thấy được. Ở đường mình là đường lớn với lại khu khu gì? Khu nông thôn. Thử ra máy cày người ta làm ruộng rẫy người ta đi nhiều hơn. Say Halloween over here đi. Hey Kayla. Over here đi à, đắt cơ. Maxi. Over. À, bữa nay á là Halloween, là cái ngày nay là ngày 31 Tây nè. Cho nên bây giờ á là mấy đứa nít á, trẻ em học sinh á, nó lại tụ tập với nhau để nó cải trang, tô phấn rồi vẽ mặt vẽ mày, rồi lát nữa là nó mới đi, lát nữa là nó mới đi đi gì, đi xin kẹo ở cả nhà, đi gõ cửa từng nhà cốc 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 cọc 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 xin kẹo mà mình không có mua kẹo tại vì mình không có nhớ. Thì bữa nay thứ hai đầu tuần, nhưng mà ngày mai là ở bên bên Pháp này thì người ta nghỉ hết, tiệm tùng xe cộ rồi người ta nghỉ hết, không có với những người làm việc người ta nghỉ làm hết, tại vì ngày mai là cái ngày của Phật, cái ngày của anh hùng liệt sĩ á, một tây tháng 10 á, là cái ngày đó là ngày của tất cả người ta tưởng niệm của những người mà anh hùng liệt sĩ, cho nên không có ai đi đi đâu hết, nghỉ làm việc ở nhà ăn nhậu. Này có nắng nè, ba cái cải trời á cho nó héo chừng. Ba cái nắng như vậy là cải trời của mình nó khô héo lại à, là có bồ công anh nấu nước uống rồi. Chỗ nào cũng có bồ công anh hết, ở miếng đất này cũng có, nhưng mà cứt bò cứt ngựa nè dơ lắm, để mình làm ở nhà. Để mình đi ra quầy giường của mình đó, nó sạch hơn, không có con gì tới ị đái ị lên, không có. Ngay trời nắng nhìn thấy hai con ngựa này rõ nè, đứng cái bên nữa rõ, mà nay đó, nó thấy mình nói chuyện nó cũng thèm nhai nhép nhép nữa, mà bữa nó nhai miệng nhép nhép nhép. Mấy con ruồi á cả nhà, ruồi ngựa đó nó cắn á, không biết con nào con gái, con nào con trai á. Hoặc là mẹ với con. Cả nhà mình thấy không, ở đằng kia xa xa đằng kia là nhà, ở đây là cái mảnh đất của ông chủ nuôi ngựa, để ông để cỏ lên vậy nè, cái rồi
ổng thả ngựa cho ăn. Cái miếng này nếu mà cất nhà thì nó cũng cũng được chứ không có sao, nhưng mà người ta không bán, người ta để người ta nuôi ngựa. Chừng nào người ta hết nuôi ngựa người ta mới bán miếng đất này. Nhưng mà hình như là bán cũng không ai mua cất nhà, tại vì ở trên thì nó có cái trụ điện chuyện lớn, cho nên là để miếng cỏ này để không chứ không có nhà. Cái nhà nó nằm ở dưới cái trụ điện lớn nguy hiểm. Thì nãy giờ cái review của mình cũng nhiều rồi, thì mình xin kết thúc cái video đây nha cả nhà. Mình xin chào tạm biệt cả nhà hết nha. Bye bye my friend. Bye bye Sovash.